và vẫn lại giao dịch thành công à. Đấy, đây này, cứ tạm gọi là cây bồ đề đi. Cái này lại bán rồi hả chú? Bán rồi. Đây, cho lên xe này. Mua một cây dưới với một cây đề. Đấy, à, ui, có cả gỗ kia kia. Hay quá. Đấy, cứ lên xe. Cứ lên xe ô tô là vui rồi. Cứ cuối tuần mà đánh xe ô tô đi mua cây là sướng rồi. Còn cái gì hơn nữa. Đam mê lành mạnh. Tiêu tiền thì còn cây. Đấy, thế thôi. Cho xe sát tận nơi. Được, nhanh nhẹ. Rồi, xin chúc mừng các bạn. Cái này bán 6 triệu. À. Cây bán 8 triệu. 8 triệu. Bộ 4 cây đề đẹp quá nhỉ. 5 cây. Bề đây là cái đại đế cháu này. Đại đế. Đại đế là cái gì không biết. Từ đã xem cái xanh này đã. Cái dáng rất móng ổn. Mối tội. Úi rồi, cảnh. Nhà đến nhà tôi rẻ như không mà. Rẻ như không. Phải bán 200 chứ chú. Đây có cây đài đẹp này. Cái xanh này bao tiền mà. Đây này, cái rất thật đẹp. Bao nhiêu? Cái xanh này bao tiền nhỉ? Đâu? Đây. Xanh ấy 15 triệu. 15 triệu. Còn cây này? Cũng vậy. Cũng vậy, hai cây giống nhau. Lên giống bà, hàng giống hàng bà Tâm hết. Này, thời tiết đẹp quá, đi chợ mới tội là không phải, mà lại cuối tuần. Mới tội là không đúng phiên. Mai phiên thần thiếu, mai hành hay chị. Không đúng phiên nhưng mà cuối tuần thì vẫn có người bán. Một số người bán. 15 triệu cái này thì chạy mất dép rồi. Rêu mêu. Cái này được cái dáng thôi chứ còn thô lắm. Được cái dáng cái bóng, chơi bóng. Chủ đề mà chuẩn chỉ thì không chơi được. Xem bà vừa giới thiệu cái cây gì đại tài đại lộc này. À đây. Cây ổi hôm trước trồng những trồng này. Hôm trước về đất nằm đây này. Tối lắm. Xem có cây gì mới không nào. Ủa đất. Tùng cứ nuôi một rừng này các bác này, xong rồi lấy bản thân cắt ngang, xong rồi bẻ cây tán. Thì nó cũng được nhưng không có hồn mấy. Úi dồi. Bằng lăng. Bằng lăng. Alo. Mưa mấy hôm nay mưa nó bẩn lắm các bạn.
À đây, chắc bà vừa bảo cái cây gì đây? Cây đại tài này. À cây phát tài, à cây mà tự nhiên là quên mất cái gì tài ấy, đại loại là tài lộc. Cây sang giàu chứ. Sang giàu, cây này có hoa này. Cây có hoa đẹp này. Hoa đỏ rực này. Hoa đỏ rực. Ai biết thì mới chơi được chứ không nhìn chả biết là cây gì. Nhìn lá nó như cái cây bông mà có. Cái bông mà cả trồng hàng rào ở quê mình hay trồng, ở miền Bắc hay trồng. Đó, bồ đề này. Lêu nêu. Đây, báo cáo các bác hôm nay được nghỉ mới ra chợ tí, thư thái. Hôm nay nhà có việc. Mua cái này mới. Cao độ 45 phân. 45 phân. Mùi hoa nguyệt quế thơm quá. 45 phân. 15 triệu. Nếu như các bác có mua không? Nhìn thấy cái đường chạy thân nó chi dâm này. Đấy. Để lá này chỉ nhìn thấy bóng thôi. Xem cây nhất là mua online là nó khó ở chỗ này. Cứ thấy bóng đẹp đẹp là hút hồn rồi. Nhưng mua về lại bị vỡ mộng. Đấy, một con tùng thì giật cá hay đây. Tôi có vẻ tôi thích con này. Hơi thô rồi nhưng mà thích. Chân vệ tốt. Một cây long theo kiểu mới. Gọi trực lắc cũng được. Cây này cũng thế. Nhất là nó lùn, thứ hai là chân vệ có, thứ ba là tay chốt cũng được. Tay chốt được. Và thu ngắn những cái tay này. Cành phóng là cành này phải nuôi to nữa. Cành này đang bị bé hơn so với chi thứ hai. Đây, giật phát đây thì ổn rồi. Đấy. Cùng một cái cách giật nhưng mà cái cây nó có dáng thế tự nhiên nó đẹp rồi, giật nó khác. Với cái cây thẳng tuột rồi giật xong rồi làm nó khác. Tí nó hỏi cây này xem giá bao nhiêu. Bông này thì dịch ra ngoài tí. Nếu mà chờ được thì nên giật lại cây này. Giật lại cái tay. Cao độ 1m2. Mặt chậu lên. Nè, cây này tôi thích cây này. Tất nhiên giữa cái vườn mà nó không có những cây xuất sắc thì những cây nào trội trội hơn là mình thích à? Là gây cảm xúc hơn rồi. Một chút sâu này, sâu đục thân này. Đấy, chân bệ thì được. Cho cái chậu này thì khiếp quá nặng. Con này được. Tí nó hỏi bà già xem cái này bao nhiêu. Tất nhiên thì bây giờ chả lấy rồi, bây giờ nhà chật lắm. Tôi chuẩn bị chuyển sang nhà mới nó chật lắm. Đấy, vừa nãy thơm nức mũi là do cái rừng quế này. Rừng quế này rất thơm, nên là có mưa xuống nó rũ cái mùi xuống, nó thơm. Thơm ngào ngạt, thơm quá. Rừng quế khắp nơi có hoa. Này, hôm trước mua cây này, định lấy cây này về lấy cái cốt này, cái cốt trong này, cốt chậu đấy, cốt chậu nhưng mà thô quá, xi trắng, mà bảo 5 triệu, thôi, tôi chỉ nghỉ luôn. Còn đôi phi lao này vừa bảo là
mười mấy triệu, 11 triệu một đôi phi lao là cây này. Cây này là 11 triệu. Đấy. Cây sam hương này bao tiền? Sam hương này 35 triệu. À. Thôi nó có cái cây gì nó mọc lên lá to thế nhỉ? Đây này. Như này chắc là ghép rồi. Sao mà nó có cái thân nó có lá mọc to này? Chắc là ghép rồi. Sam hương ghép. Thời tiết đẹp quá. Cái quế thơm. Bình quýt này nhiều quả thế. Quả này ngâm rượu được. Nguyệt quế thơm, những gần là thơm khó chịu, ngửi rồi đấy. Thơm quá nên khó ngửi đấy. Đây có mấy cây nguyệt quế mới bà nhỉ? Mới mang lên. Bao tiền một cây này? 5 triệu. 5 triệu một cây à? Giống nhau rồi, đúng không? Giống nhau. Cây kia làm trồng hoành hoành chút kìa. Đấy. Nó cứ chơi tán chơi hoa thôi chứ chưa có cái gì đặc biệt lắm, nhưng mà được một cái cây dài, cây dài. Thơm, mưa cái thơm thật, quả nó chót đi. Đi vào xem các cụ bàn luận nhau cái gì. Cứ quay thôi. Đấy đúng không? Gặp cái kênh này gặp cái này thì là trở thành cái bốc của nó. Đấy. Kênh này nó đưa với cái này. Tác phẩm nó vẫn còn là đẹp. Đấy, về sau kết được cái tác phẩm đẹp. Nhá, em nó kể lại. Tục muốn được cái này không ra đi thì sao được. Cấy một cái này này cái này. Làm sao mà còn gốc to như này, lo như này. Nó nhìn cái cạnh. Đó rồi, nó. 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 Cái tùng to bán 5 triệu. Thế còn cái kia, cái cây mà bay bay đấy. Cắt cắt đây này. Ngay chỗ cái bà ấy đứng ấy. Cái này đẹp, cái này cái gì? Đắt hơn à? Cái hoa gì có nhỉ? Cây mai chục triệu. Cái này thì đắt là bao tiền? Cây chục triệu. Chục triệu. Mưa này chả phải tưới vào nhỉ? Không. Thôi, thế thôi. Đi vào ngắm tí, mở tay quá.